Điệp bị đôi chia đầm bao chán nhận nhớ cứ là đang khăn cao cho hơn chẳng bậc kê phô lên tình tôi bà nè bảo cả hai vô mà mẹ đấy nhận nhớ nè anh đang nghe nè là khăn cao cho hơn môn màu cho hơn rồi môn nó mang cho hơn nó đam phút khăn đau cả hai nó nhận nhớ nâng nè à cái đau cả hai môn màu nó đời xá dưỡng tôi tuôn biết nhận đầu tay mình bà chẳng kia này dây ai mau tích ọt bà này khăn vô món nhận nhớ nè miền đấy nhìn nhau miền chẳng ngọt ngon cùi từ ngon miền đấy nắng biên mình khoát nhà thế à khăn đang nhìn nhau đó là ngay là ngược lại nó câu đời ân là mà đau cho mình tích là mình đập nó mồm mà phim là mồm hay câu dây hiểu mà tích đời ân cũng hôn tích nó giờ này khăn không đó là ngày ta thấy tôi chẳng là nó nhìn nhau mà chỉ khăn của ai nhau rồi là chẳng nhìn nhau đó nâng chẳng à cao thân cao nâng ạ biệt là dương ọt bàn tục tòa này chẳng ạ bục cô khăn chẳng nhìn nhau bà tay lạc lá ọt sợ ấy thì nhìn nhau chẳng á tại sao tại sao tại miền ca tục toàn vô đâm toàn đâu ạ khăn tương nôn ơi mù mai ba đây là hai vậy đấy mình cũng đâm phụ vì tôi về chẳng á nhìn nhau nâng ạ bần tết bà ông priếp chẳng ạ bà ông priếp thật bục cô nó miền chật priếp bị đôi chia đồng bào chắc nhìn nhôm từ chám nó nhìn nhôm đó cứ khăn cào cho nào là ngày đồng bào chắc là ngày bữa dương dây phía sau là ngày kia ta mình bán ấy đôi chỉ cho là hóng nó nhìn nhôm là ngày cho là hóng với mình là ngày cạch tới cái chân ra cái món nó nhìn nhôm là ngày nè khăn cào đang chần chấn dương từ riêng đăng tới tặng nhìn nhôm đang bong sầm tay chân bị ọt miên một cô na muối thả ọt cha mình ọt cha dương mình na tới tầm thua nó là mà cái đâu nó nhìn nhôm rồi ấy rồi chặt dương nó bị ọt toán lẹ ọt tê khăn cào nâng chân một cô bong sầm tay ở đằng thạp một cô nó bị đối chía đồng bào cha